ăn cơm thế nào không tăng cân. Dưới đây là một số gợi ý giúp bạn ăn cơm mà không lo tăng cân. 1. Chọn loại gạo phù hợp. Gạo lứt, gạo lứt là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn giảm cân hoặc duy trì cân nặng. So với gạo trắng, gạo lứt chứa nhiều chất xơ, giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và giảm cảm giác thèm ăn. Gạo nếp, nên hạn chế ăn gạo nếp vì loại gạo này có chỉ số đường huyết cao, dễ khiến cơ thể tích tụ mỡ thừa. 2. Điều chỉnh lượng cơm. Ăn cơm với lượng vừa phải, một bát cơm nhỏ, khoảng 100 đến 150g là đủ cho mỗi bữa ăn. Hạn chế ăn quá nhiều cơm trong một bữa để tránh nạp quá nhiều calo. Phân chia bữa ăn, thay vì ăn nhiều cơm trong một lần, bạn có thể chia nhỏ thành nhiều bữa trong ngày. 3. Kết hợp cơm với thực phẩm khác. Kết hợp với rau xanh, rau xanh giàu chất xơ và ít calo, giúp bạn no lâu mà không lo tăng cân. Hãy ăn rau trước khi ăn cơm để giảm lượng cơm nạp vào cơ thể. Thêm protein, thịt nạc, cá, trứng và đậu là nguồn protein tốt giúp cân bằng dinh dưỡng và tăng cảm giác no. 4. Lưu ý về thời gian ăn. Không ăn cơm quá muộn, ăn cơm vào buổi tối muộn có thể khiến cơ thể khó tiêu hóa và dễ tích tụ mỡ. Tốt nhất nên ăn cơm vào bữa trưa hoặc chiều và hạn chế ăn vào buổi tối. Ăn chậm, nhai kỹ. Ăn chậm giúp cơ thể có thời gian cảm nhận sự no, từ đó giảm lượng cơm ăn vào. 5. Tập thể dục thường xuyên. Kết hợp với vận động để tránh tăng cân, bạn cần kết hợp chế độ ăn uống với việc tập thể dục thường xuyên. Tập luyện không chỉ giúp đốt cháy calo mà còn cải thiện sức khỏe toàn diện. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức khỏe 60 giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng